cầu nguyện để thoát khỏi nợ nần. Nợ tài chính là gánh nặng đối với nhiều người bởi vì nhiều lý do khác nhau đã gánh chịu gánh nặng này. Nợ ảnh hưởng đến các mối quan hệ và sức khỏe tinh thần của chúng ta. Sự căng thẳng mà nó tạo ra có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của chúng ta. Bạn có thể thoát khỏi nợ nần và sống một cuộc sống không căng thẳng, không nợ nần. Hãy bắt đầu ngay hôm nay bằng cách sử dụng các bước sau để viết và thực hiện lời cầu nguyện đồng ý thoát khỏi nợ nần. Bước thứ nhất, trước tiên hãy liệt kê tất cả các khoản nợ mà bạn hiện đang nợ và tất cả các hóa đơn cần phải thanh toán. Hãy nêu cụ thể về việc bạn đang tin tưởng. Chúa luôn chi tiết, cụ thể trong mọi việc. Trong Philip đoạn 4 câu 6 nói rằng đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Nhiều người coi tiền là quyền lực. Họ cho rằng những ai có tiền thì cai trị, còn ai không có tiền thì phục vụ. Trong Truyền Đạo chương nhất, Salomon đã thấy được sự thật này khi quan sát xã hội loài người. Salomon không dạy người giàu áp bức, cũng không dạy người nghèo nổi loạn. Kinh Thánh lên án cả hai lỗi lầm. Trong Châm Ngôn chương 22 câu 2 chép, kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau, Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai. Trong Châm Ngôn chương 22 câu 7 chép, người giàu cai trị người nghèo và kẻ vay nợ làm tôi mọi cho kẻ vay. Cho kẻ cho vay. Tiếp theo, Kinh Thánh Châm Ngôn chương 1 câu 32 nói, vì sự bội nghịch của kẻ ngu dốt sẽ giết chúng và sự yên ổn của kẻ dại dột sẽ làm hại chúng. Chúa dạy trong Roma chương 13 câu 8, đừng mắc nợ ai điều gì ngoài việc yêu thương lẫn nhau. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta phước báu từ trời qua phục truyền luật lệ ký chương 28 câu 12. Đức Giê-hô-va sẽ mở kho báu từ trời của Ngài cho anh em, ban mưa đúng mùa trên đất đai anh em và ban phước cho mọi công việc của tay anh em. Anh em sẽ cho nhiều dân tộc vay, nhưng anh em không vay mượn ai cả. Ngày hôm nay, hãy tuyên bố, xác nhận những điều bạn mong muốn để trình dâng lên cho Chúa. Viết ra một tuyên bố rằng bạn đang buộc Satan về tài chính của bạn và các thiên sứ sẽ phục vụ thay mặt bạn. Hãy giải phóng đức tin của bạn trong sự đồng ý của bạn. Hãy viết, tôi giải phóng đức tin của mình. Tôi tin rằng tôi sẽ được giải quyết hoàn toàn khỏi nợ nần ngay bây giờ. Hãy nói với ngọn núi nợ nần và ra lệnh cho nó phải rời đi ngay. Chúng ta gọi những điều không có như chúng đã có. Roma chương 4 câu 17. Bất cứ điều gì chúng ta mong muốn, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ nhận được như trong Mác chương 11 từ câu 22 đến câu 25 đã dạy. Chúa Giê-xu, Thầy tế lễ thượng phẩm của lời tuyên chiến của chúng ta sẽ thực hiện điều đó. Chúng ta có thể đọc trong Hebrew chương 3 câu 1. Xin lưu ý rằng bạn sẽ liên tục ca ngợi Chúa vì đã thoát khỏi nợ nần. Sự ca ngợi làm cho cánh cửa của sự sung túc luôn mở rộng. Bước thứ hai, chính thức trình bày sự đồng ý của bạn với Cha Thiên Thượng. Điều này thừa nhận rằng Ngài là nguồn của mọi nguồn cung cấp, đặt tay lên danh sách và cầu nguyện theo Roma chương 13 câu 8. Bước thứ ba, sự chăm sóc bạn chính là Chúa. Hãy chắc chắn rằng bạn đã trình dâng toàn bộ cho Ngài. Đừng mang theo sự chăm sóc hay gánh nặng nữa. Nếu bạn mất ngủ vì nợ nần hoặc cố gắng tự giải quyết, bạn không thể trao sự chăm sóc của mình cho Ngài. Bước thứ tư, giữ nó trước mặt bạn và thường xuyên đọc nó.
Bạn có thể đồng ý về việc thoát nợ và ngợi khen Chúa vì điều đó trong mỗi bữa ăn. Điều này sẽ giữ cho đức tin của bạn luôn sống và được kích hoạt. Hãy tiếp tục dâng lời tạ ơn và ngợi khen Chúa vì nó có sức mạnh trong lời ngợi khen. Sau khi hoàn thành các bước này, hãy mạnh mẽ và tiếp tục ngợi khen Chúa vì bạn đã thoát khỏi nợ nần, bạn sẽ thấy kết quả. Khi bạn sử dụng các bước này để viết và thực hiện lời cầu nguyện thuận ý thoát khỏi nợ nần, bạn đang trên bước đường chứng minh một sự biểu hiện. Đừng bỏ cuộc, đừng đầu hàng, hãy nhìn nhận bản thân không nợ nần như Chúa đã nhìn nhận bạn. Sau đó, bạn sẽ sống trong sự thịnh vượng không nợ nần. Những khó khăn thường giống như những lỗi nặng nề, không thể vượt qua và không ngừng áp dụng. Tuy nhiên, Kinh Thánh đầy dẫy những câu chuyện về việc Chúa bước vào hoàn cảnh tài chính của dân Ngài. Những điều có vẻ như không thể tránh khỏi thành lời chứng về sự cung cấp của Ngài. Một ví dụ sâu sắc được tìm thấy trong câu chuyện của Các Vua Nhì chương 4, nơi một người quá phụ phải đối mặt với món nợ. Bà và các con trai của bà gặp nguy hiểm. Chính tại đây, Chúa thông qua tiên tri Elise đã can thiệp. Chúa sử dụng tiên tri ban phép lạ, cung cấp dầu, không chỉ để trả nợ mà còn để nuôi sống gia đình bà sau đó. Trong thẩm quyền của danh Chúa Giê-xu, chúng ta hãy mạnh dạn tuyên bố sự đảo ngược tài chính khi sắp kết thúc. Hãy tin rằng tiền của Chúa không chỉ xóa nợ mà còn đặt nền tảng để đảm bảo an toàn và thịnh vượng về tài chính sẽ ổn định, tồn tại lâu dài. Cầu nguyện này đóng vai trò là chất xúc tác cho công việc xóa nợ cách siêu nhiên và cầu mong nó mở ra một chương trình mới về sự tự do tài chính cho tất cả những ai tin và tuyên bố điều đó. Sau đây, tôi xin chia sẻ về lời cầu nguyện để thoát khỏi nợ nần cùng sự ban cho thịnh vượng. Tôi đã áp dụng theo bài học này. Tạ ơn Chúa, Ngài đã nghe lời cầu nguyện của tôi và Ngài đã đáp lời tôi. Chúng ta phải có lòng biết ơn Chúa, biết ơn Ngài mỗi ngày, mỗi giờ bằng chính tấm lòng của chúng ta với đức tin trọn vẹn lên cho Ngài. Tôi ngửa trông Chúa và biết ơn Chúa. Mỗi ngày tôi tuyên bố, lạy Chúa, nhân danh Chúa Giê-xu con công bố gia đình chúng con là gia đình được phước. Chúa ban cho chúng con được phước trong mọi công việc của tay chúng con làm. Dầu và bột trong nhà con luôn đầy ắp. Tạ ơn Cha. Bạn cần tạo một ngân sách hoặc một bản phác thảo để thoát khỏi nợ nần. Hãy nhớ đến câu Kinh Thánh Philip chương 4 câu 19 và mỗi ngày hãy cầu nguyện về nó, khẳng định sự cung cấp của Chúa. Cũng hãy khuyến khích người khác thực hiện các bước thực tế trong đức tin để thoát về mặt tài chính. Dù bạn đang ở đâu trong quá trình này, sự khôn ngoan của Chúa sẽ giúp bạn thoát khỏi nợ nần, những gánh nặng nề này. Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp con thoát khỏi cảnh nợ nần này. Con thú nhận rằng con không phải lúc nào cũng quản lý tiền bạc của mình tốt và một phần trong số nợ này là lỗi của con. Vì vậy, con hướng lòng về Chúa ngay bây giờ, xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm mà con không biết và cầu xin sự giúp đỡ của Ngài, rằng Ngài sẽ dẫn dắt con thoát khỏi cảnh nợ nần này. Lời Chúa dạy trong Châm ngôn 22 câu 7 rằng, người giàu cai trị người nghèo thế nào thì người vay cũng là tôi của người cho vay thế ấy. Lạy Chúa, có nhiều rắc rối phức tạp tài chính trong cuộc sống của gia đình con. Xin dạy con trở thành người quản lý khôn ngoan và trung thành các ân điển mà Chúa đã ban cho. Xin hãy giúp con sống với trái tim và đôi tay rộng mở để con và gia đình con có thể trải nghiệm niềm vui của Chúa Giê-xu qua chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Cha. Lạy Chúa, xin Chúa hiểu cho gánh nặng nợ nần đè nặng lên con, làm con căng thẳng và ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của con. Vì vậy, con đến với Ngài bằng đức tin và
Gánh nặng này con đặt tại ngay nơi đây dưới bệ chân của Ngài. Con tin tưởng Ngài cất gánh nặng đó và giúp con giải quyết mọi rắc rối. Lạy Chúa Giêsu, con biết rằng còn một con đường dài phía trước, nhưng khi con hướng mắt về Ngài, xin giúp con quên đi quá khứ và đưa ra những quyết định tài chính tốt nhất trong tương lai, được nhận ân điển của Ngài và sẽ tiến tới ý muốn của Ngài dành cho con. Trong khi trả nợ, xin giúp con tiến triển tốt và duy trì điều đó. Lạy Chúa là đấng chí cao, cảm ơn Chúa đã giúp con tránh khỏi những con đường gập ghềnh. Khi con lên kế hoạch, con cầu xin sự hiện diện và sự hướng dẫn của Chúa để có thể thoát khỏi cảnh nghèo thiếu này. Con giao phó công việc khó khăn này cho Chúa và tin rằng chúng sẽ giúp con thoát khỏi nợ nần. Cha ơi, con xin lỗi vì đôi khi con bỏ quên lời cha về kế hoạch mà cha đã vạch ra cho con. Xin cha thương xót và tha thứ cho con. Lạy cha nhân từ, xin cha ban cho con mọi điều con cần. Con cầu xin cha tiếp tục hướng dẫn gia đình con, dẫn chúng con bước đi cách chắc chắn và bước theo ý cha. Vì như vậy, các ý tưởng mà cha ban cho con bước đi được cẩn mẫn chắc chắn thì được dẫn đến sự dư dật. Nhân danh Chúa Giêsu, con cầu xin cha ban cho con các chiến lược, xin ban cho con sự khôn ngoan thông sáng. Con tin vào tình yêu sâu sắc của cha và biết rằng cha muốn dẫn dắt con đến với sự dư dật và không lo lắng. Xin cha dạy con làm những điều đúng đắn và hành động khôn ngoan để thoát khỏi nợ nần. Con biết ơn Chúa và con tin Ngài là Đức Chúa Trời ban cho chúng con cách rộng rãi và không lời phiền trách. Trước hết, xin Chúa cầm giữ miệng con để con không nói dối. Thứ hai, xin đừng cho con nghèo quá hay là giàu có quá. Xin cho con vừa đủ để thỏa mãn nhu cầu của con. Vì nếu con giàu có quá, con có thể phủ nhận Ngài và nói rằng Chúa là ai. Mà nếu con quá nghèo, con có thể trộm cắp và như vậy là xúc phạm đến danh thánh của Đức Chúa Trời. Cha ơi, nhân danh Chúa Giêsu, con cầu xin một tài khoản thu nhập vững chắc. Xin vui lòng bao gồm những nhu cầu cơ bản về nhà ở, thực phẩm và tiện ích, những cung cấp thông tin cần thiết để thoát khỏi nợ nần này. Cha ơi, cha đã dạy rằng đừng mắc nợ ai cả. Thưa cha, con muốn trở thành như điều cha đã dạy. Con trông đợi vào tình yêu của cha để có được điều này. Cha muốn chúng con có cuộc sống như tiêu chuẩn của cha mong muốn. Mọi điều tốt lành con có đều đến từ cha. Con tin tưởng cha và biết ơn cha thật nhiều. Cha ơi, con tin rằng cha sẽ không bao giờ rời xa con và không bao giờ lìa bỏ con. Con tin cậy vào tình yêu của cha, đảm bảo rằng cha sẽ chu cấp mọi thứ chúng con cần. Lạy Chúa, xin giúp con thoát khỏi sự tham tiền bạc. Xin giúp con yêu Chúa hơn bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai. Xin dạy con biết bằng lòng với những gì con có. Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, đấng tạo nên trời đất và loài người, với tấm lòng tràn đầy lòng biết ơn, con đến gần ngai ân điển của Ngài, được soi dẫn bởi Thi Thiên chương 115 từ câu 14 đến câu 15. Con khiêm nhường cầu xin sự gia tăng và phước lành thiêng liêng của Ngài trên cuộc đời con, gia đình con và cuộc đời của con cái con. Xin bàn tay cung cấp và dư dật của Chúa ngự trên chúng con, nhân lên nguồn lực, cơ hội và niềm vui của chúng con. Xin Chúa ban phước cho chúng con. Lạy Chúa, sức khỏe, tình yêu và sự bình an. Xin ân điển của Chúa chiếu sáng trên những nỗ lực của chúng con, để chúng con có thể trải nghiệm sức mạnh của Chúa ở mọi khía cạnh của cuộc sống. Xin giúp chúng con quản lý tài chính cách đúng đắn, hợp lý. Ngài ban phước cho chúng con thì chúng con cũng ban phước cho những người khác nữa. Chúng con sẽ trở thành nguồn ống dẫn phước cho nhiều người. Xin cho cuộc sống chúng con phản ánh vinh quang và lòng nhân từ của Ngài khi chúng con bước đi trong sự dư dật mà Ngài đã hứa. Cảm ơn Cha vì tình yêu thương không bao giờ cạn của Ngài và vì sự gia tăng phước lành tài chính đang đến trên gia đình con.
Nhân danh Chúa Giêsu, con công bố gia đình con và con cái con được Chúa ban cho và gia tăng. Sự ưu ái và sự chu cấp của Chúa ngày càng tăng trong mọi khía cạnh của cuộc sống con. Con bước đi trong sức khỏe, sự thịnh vượng và bình an thiêng liêng, biết rằng huyết báu của Chúa bao phủ con và gia đình con cùng các tài sản tài vật mà Ngài giao cho chúng con cai quản. Nhân danh Chúa Giêsu vĩ đại và quyền năng, con tiến đến ngai vàng của Ngài, xin ban phép lạ xóa nợ cho cuộc đời của gia đình con và cá nhân con. Xin ban cho con tài chính dư dật để con thanh toán hết tất cả các khoản nợ. Xin cho sự dư dật của Ngài tuôn tràn, xóa bỏ mọi sự xấu còn lại bên cuộc đời con. Xin cho con làm chứng về sự chu cấp và lòng thành tín của Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu, ta cột trói Satan, ta cột trói linh của kẻ mạnh sức, ta bẻ gãy quyền lực của Satan, ma quỷ, xiên xích, tài chính, xuyên thế hệ của gia đình ta đã bị phá vỡ hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu. Nhân danh Chúa Giêsu, con tự nguyện cởi bỏ mọi sự suy nghĩ, thái độ, tư tưởng, ý muốn, niềm tin, thói quen và những hành vi cũ vẫn còn hoạt động trong con. Nhân danh Chúa Giêsu, ta phá đổ, ta đập tan, ta nghiền nát và phá hủy tất cả mọi đồn lũy nào mà ta đã dựng nên để bảo vệ những điều đó. Nhân danh Chúa Giêsu, con tự nguyện buộc mình vào thần tính và tình yêu thương của Chúa Giêsu, con tự buộc mình vào mọi hành vi và những ước muốn nào phù hợp với lời hằng sống của Đức Chúa Trời để đạt được bông trái của Đức Thánh Linh. Nhân danh Chúa Giêsu, ta cởi bỏ quyền năng và ảnh hưởng của mọi lời nói cay nghiệt, nặng nề hoặc rủa xả từ người khác về sự nghèo đói thiếu thốn đã nói về ta, đã nói trên ta và gia đình ta. Ta hủy phá tất cả đồn lũy của mọi sự suy nghĩ xuất phát bởi sự trói buộc từ những thế hệ trước ra khỏi đời sống ta, gia đình ta, con cái hậu duệ của ta trong danh Chúa Giêsu. Hỡi Satan, ngươi phải rút tay ra khỏi sự cướp phá tài chính trên ta và gia đình ta. Này Satan, ngươi hãy cẩn thận nghe đây, ngươi phải vâng phục và làm theo y như lời phán ra từ Chúa Giêsu. Ngươi phải hoàn trả lại gấp 7 lần tất cả những gì ngươi đã cướp của ta, từ hạnh phúc gia đình đến sức khỏe, sự vui mừng cùng tài sản. Trong danh thánh của Chúa Giêsu Christ, ta công bố nhận lại đầy đủ dư dật tất cả những gì thuộc về ta từ Satan, vì đã được ban cho từ Đức Chúa Trời của ngươi và chính Ngài là Cha của ta qua danh Chúa Giêsu Christ. Bắt đầu từ nay, con và gia đình con sẽ luôn bước đi trong sự sung túc về tài chính, vì Đức Chúa Trời đã cung cấp dư dật cho mọi nhu cầu của gia đình con rồi. Con khẳng định và tin rằng Chúa đang đáp ứng mọi nhu cầu của con và hướng dẫn cho chúng con được tự do trong tài chính. Con tin cậy hoàn toàn vào lời hứa của Chúa. Con vui mừng trong đức tin, mong đợi những phép lạ của Ngài trên gia đình của chúng con, và mọi việc của chúng con làm đều hướng về theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Mọi vinh hiển con xin dâng lên cho Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.